Mà ơi, có bây giờ trên TCBS đó có cách nào mà mình nộp tiền giống như tức là tiền SSIB bên Fmarket á mà mình không cần phải vô mở app ra mà. Có. Có anh. Không cần làm gì luôn. Dạ đúng rồi, có nghĩa là em không muốn mở app luôn á. Ừ, được, có cách. Bây giờ nhá, em muốn mở app. Dạ. Có một cách đầu tư, hướng dẫn luôn nhá. Dạ. Giờ làm sao anh? Ừ, không muốn mở app Không muốn mà mở app không hả? đầu tư định kỳ được Dạ đúng rồi anh. thì làm như sau. Trên TCBS nha anh, chứ mà trên Fmarket. Ừ, trên TCBS làm Dạ. như sau. Rồi, bước số 1 thì mình sẽ phải vào cái chi tiết tài khoản này này để mình kết nối cái tài khoản ngân hàng Techcombank hoặc Vietinbank. Ừ. Đấy, mọi người phải có một trong hai cái này, hoặc là tài khoản ISAP. Ví dụ như là bây giờ mình không muốn để tiền ở ngân hàng thì mình cứ vứt ở ISAP, mình cũng có lãi rồi, coi như mình để trong 1 năm đi. Đấy, mình để vào khoảng độ 30 triệu 40 triệu để mình mua trong 1 năm. Đấy, hoặc là 6 tháng được. Mình vứt vào đấy. Tại vì nó vẫn sinh lời mà. Có cái là nó cũng rủi ro hơn vì tiết kiệm ngân hàng, nhưng mà với số tiền tích lũy mà nó nhỏ thì mình cũng không sợ lắm. Đấy, mình một là mình cho vào đây. Hai là mình để vào cái tài khoản ngân hàng Techcombank, ba là mình để vào Vietinbank. Ví dụ mình không tin hai thằng này thì mình chơi thằng này. Đấy, thằng Vietinbank xem phí nó rẻ hơn thì mình sang về đấy. Mình kết nối nhá. Đấy, xong là mình phải lưu ý là có hai cái phần tự động này. Đầu tiên là cho ưu tiên cắt tiền từ tài khoản ngân hàng trước, không vay. Thứ hai là cho tự động cắt tiền từ tài khoản ngân hàng để trả nợ vay margin. Đấy, thì có nghĩa là để mình dùng cái vay margin, tí nữa là cái bước số 2 là mình sẽ dùng cái vay margin để mình mua cổ phiếu trước nếu mà tiền của mình chưa có trong tài khoản ngân hàng. Bây giờ mình đến bước số 2 thì mình vào cái phần đặt lệnh cổ phiếu. Đấy. Sau đó thì là mình vào cái lệnh là lệnh 247. Và tiếp theo là mình chọn cái lệnh định kỳ. Lệnh này sẽ là lệnh chuyên nghiệp dành cho tích lũy cổ phiếu. Và lưu ý là ở đây là chọn chỗ tài khoản ký quỹ. Cái này. Bây giờ mình có quỹ ETF là E1, VFVN 30. Đấy. Thực ra thì mua quỹ ETF thì mình không cần phải theo dõi thị trường. Và mình làm như này là thuận tiện nhất. Tại vì mình DCA rồi, nhắn chung mình giá rồi, nhắn theo thị trường. Đấy. Bây giờ đến cái phần đầu tư là ở đây thì mình có thể là theo số lượng hoặc theo giá trị. Anh chị nào thích theo giá trị cũng được và theo số lượng cũng được. Tuy nhiên thì mỗi cái nó có ưu nhược điểm riêng. Ví dụ như là theo số lượng thì là giá nó có thể lên xuống và mình có thể là không đủ tiền mình mua, nhất là trong trường hợp mà giá nó lên. Ví dụ như hàng tháng mình chỉ để khoảng độ được 2 triệu nhưng mà nó lên đến 3 triệu chẳng hạn thì mình không mua được đủ 100 và lúc đấy mình phải mua lẻ. Thì thay vì như thế thì mình có thể đầu tư theo giá trị, là tháng nào mình cũng bỏ ra 2 triệu mình mua. Ví dụ như thế này thì cái này nó có một cái dở là gì, là rất dễ bị mua phải số lượng lẻ, tức là vừa khởi động lệnh lỗ chắn và khởi động lệnh lỗ lẻ, có thể mình không mua được lỗ lẻ. Đấy là một cái nhược điểm của nó, nhưng mà không sao. Nó cũng sẽ nhỏ thôi, tại vì lỗ lẻ thì nó cũng sẽ ít thôi, nó cũng không nhiều, đúng không? Và mình có thể đặt định kỳ là hàng tuần hay 2 tuần hay hàng tháng, ví dụ như hoạt động hàng tháng, và mình mua vào cái ngày nào, thường là cái ngày mà chúng ta sẽ nhận lương hoặc sau cái ngày nhận lương 1 ngày. Đấy, ví dụ như là mình nhận lương vào ngày mùng 5, thông thường là như thế, thì mình sẽ để chọn là kích hoạt vào ngày mùng 5, được chưa? Và ở dưới này nhá, là mọi người lưu ý này, lệnh định kỳ sẽ được tự động mua với giá thị trường vào 10 giờ ngày tròn kỳ. Đấy, tức là 10 giờ là họ đã khởi động lệnh rồi, kích hoạt cái lệnh rồi. Thế nên là mình phải dùng tài khoản ký quỹ. Nếu trong trường hợp tiền của mình chưa có ở trong tài khoản ngân hàng thì nó sẽ dùng cái tài khoản ký quỹ để nó mua. Và tài khoản ký quỹ đấy mình phải có sẵn tài cổ phiếu thế chấp. Thì thông thường là mình mua một cổ phiếu, mình mua một lệnh đầu tiên là ok rồi. Và từ lệnh thứ hai trở đi là mình có thể dùng cái cổ phiếu mà mình đã mua, mình thế chấp. Mình mua trước, sau đấy thì tiền về tài khoản hàng ngày có lương về cái thì là mình sẽ chuyển vào cái tài khoản ngân hàng đó để mình mua. Đấy. Ở dưới này ý, là thời gian thì mình có thể là đặt bao nhiêu năm cũng được. Đấy, ví dụ như là lúc nãy là hướng dẫn cho Khánh là 20 năm. Đúng không ạ? Từ 2023 đến 2043 đi. Đấy, 20 năm. Đấy, mình mua thì mình mua, ví dụ như mình tích lũy ETF thì mình tích lũy nó rất là lâu dài. Đấy, thậm chí tích lũy cả đời. Còn cái cổ phiếu thì mình cũng có thể làm như vậy, nhưng mà cổ phiếu thì nó rủi ro hơn và nó có sự biến động ở trên thị trường và có sự thay đổi thông tin của doanh nghiệp. Nếu mà trong trường hợp có những cái yếu tố trọng yếu mà thay đổi bản chất của cái cổ phiếu đó, của cái doanh nghiệp đó, thì mình lúc đấy là cái việc tích lũy định kỳ như thế này là cũng cũng nguy hiểm. Đấy. Thế nên là nếu mà mọi người lập cái lệnh định kỳ như này mà mọi người không muốn theo dõi thị trường, không muốn theo dõi cổ phiếu, thì mình chỉ nên dùng với ETF thôi. Đấy, chỉ nên dùng ETF và nhắc lại như vậy để mà nó đảm bảo cái sự an toàn nhất. Còn riêng mà làm như này thì cái với cái sự phát triển của nền kinh tế ở Việt Nam ấy, thì cái khả năng thắng của mọi người sẽ rất cao, mà mọi người cứ làm như này tích lũy thôi. Đấy, cứ 6 đến 7 năm là nó sẽ nhân đôi tài khoản. Đấy, theo đúng cái lãi suất của khoảng bình quân của ngân hàng trăm. Đấy, sau 6 đến 7 năm là nó sẽ nhân đôi tài khoản. Mình tích lũy như vậy. Đấy, thì 2026 mọi người cứ tích lũy từ 2020 đến 2026 đi, là kiểu gì cũng sẽ nhân đôi tài khoản. Đấy, như vậy. Đấy, thì bây giờ nhá, sau này thì bắt đầu là mình vào là đặt lệnh, đúng không ạ? Xác nhận lệnh. Đấy, và mình nhập mã OTP là xong. Bước này thì chắc là quá dễ rồi. Không phải anh chị nào về ấy nữa. Anh chị nào mới mà không biết thì cứ chat trên nhóm nhá. Đấy, hoặc là search trên YouTube thì họ có hướng dẫn. Ở đây ý, để mà lệnh kích hoạt trên tài khoản ký quỹ được thì chúng ta phải có thêm một cái bước nữa, là cái bước số 3, là chúng ta vào cái phần cổ phiếu và chúng ta vào cái phần chuyển khoản cổ phiếu. Thì tất cả các cổ phiếu ở đây chúng ta chuyển hết sang tài khoản ký quỹ nước ngoài. Thì đây mình chọn tài khoản ký quỹ. Đấy, mình chọn tài khoản thường này, xong mình chuyển sang tài khoản ký quỹ này. Thì đây là thực ra là cái tài khoản này họ chuyển hết sang tài khoản ký quỹ rồi. Thế nên là nó sẽ có số lượng chuyển là không. Thế mình phải chuyển hết sang tài khoản ký quỹ nhá. Đây này, cổ phiếu trên tài khoản ký quỹ này.
Đấy. Thế nên là khi mình mua ấy là gì ạ? Cái sức mua nó luôn cao này. Được chưa? Mọi người thấy chưa? Đấy, ở đây thì mọi người muốn là tài khoản mặc định của mình là tài khoản quỹ thì mọi người chỉ cần làm một thao tác rất đơn giản là chuyển cái tài khoản mặc định này chọn là quỹ thôi, thì tất cả mọi thứ nó sẽ chạy theo tài khoản quỹ. Thì chính cái ông TCBS này ông cũng đã làm một cái thao tác trong thời gian vừa qua. Ông đẩy hết các tài khoản sang tài khoản quỹ nên mọi người nhiều người là mua cổ phiếu không biết mình đang vay. Là như vậy. Đấy. Thì bây giờ mình nếu mà mình quản lý được cái cách thức làm như thế này thì mình chuyển tài khoản quỹ là hay nhất. Giống như Hòa bây giờ là Hòa đang làm, là Hòa đang làm như vậy. Hòa thấy cũng rất là tiện trong quá trình mà mình thao tác. Thì đấy là ba cái bước mà Hòa chia sẻ với mọi người khi mà mua tích lũy quỹ ETF. Đấy, không cần phải vào ứng dụng ngân hàng, ứng dụng chứng khoán làm gì cả. Mất thời gian rồi mệt mỏi theo dõi là không cần. Chúng ta chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Techcombank hoặc tài khoản Vietinbank là xong. Hoặc là chúng ta có thể để sẵn tiền ở trên ICF vẫn sinh lời cho chúng ta, hoặc là vẫn mua tích lũy cổ phiếu cho chúng ta là ok. Đấy. À, mọi người có câu hỏi gì hay comment gì thì cứ comment ở dưới phần trò chuyện nhé, hoặc là phần bình luận. Đấy. Anh hỏi cho em hỏi cái là mình xem lại cái lịch sử mà mình đã mua ở đâu vậy? Mình vào cái phần đặt lệnh cổ phiếu này xong vào mình vào cái phần tra cứu nhé. Đặt cửa à, đặt lên cổ phiếu cho Ở đấy, đây ví dụ như là lệnh như này, lịch sử mình đặt lệnh này. Đấy, mình tra đi, mình tra đây từ đầu năm bây giờ mình mua như thế nào nhá. Đúng không? Đấy, đây. Đây là các lệnh toàn mua đây. Đúng không ạ? Mua 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 đây. Đấy, có mỗi hôm trước là tự nhiên bán mất 100 cổ, đặt cái lệnh để mà chia sẻ với mọi người là quên không hủy. Thế nó khớp mất. Thế thôi. Đấy. Xong lại thì mua lại luôn này. Bán với giá 20.000 thì mua với giá là 20.500 đồng à 050 đồng. Ủa mình chưa mua là nó chưa hiện đúng không anh? Mình chưa mua là nó chưa hiện đúng không anh? Ờ đúng rồi. Cái lịch sử giao dịch là lịch sử giao dịch đã thành công, đã khớp. Đấy thì vào đây nhá, vào phần tra cứu này là ra được luôn. Hoặc là mình có thể vào cái phần là phần 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 tiện ích này. Đấy, xong là vào cái phần tra cứu lịch sử giao dịch này. Đấy, mình vào cái phần sao kê cổ phiếu này. Xong mình chọn tài khoản. Đấy, hoặc chọn mã. Ví dụ như MBB chẳng hạn là nó cũng hiện ra luôn thôi. Đấy. Thì cái này nó phức tạp hơn một tí. Nhìn nó rối hơn. Mình nhìn cái kia ấy là mình biết khớp lệnh, nó như sổ lệnh. Đấy, nó dễ hơn. Sao kê tiền này này thì mình xem là trả nợ vay margin như thế nào thì nó hiện ở đây, trừ tiền cho mình như nào nó hiện đây. Đấy, giải ngân này, xong lại thu tiền phí là bao nhiêu này, rồi lãi, rồi thu nợ các thứ nó làm ở đây. Ủa, anh Hòa cho em hỏi là thí dụ như tới ngày đó đó mà nó mà trong tài khoản Techcombank của mình không đủ tiền đó thì nó có báo gì cho mình không anh? Nếu mà em không đủ tiền thì chắc chắn em không mua được. Cái lệnh ở trên ứng dụng TCBS nó sẽ báo là lệnh này không được kích hoạt thôi. Ủa mà mình tra tài khoản ký quỹ là mình đang vay vậy là nó không được kích hoạt là sao? À, nếu mà em dùng tài khoản ký quỹ thì ok, nó sẽ tự mua cho em thôi. Còn trên tài khoản ngân hàng không có thì cũng chẳng sao cả. Thì nó cứ tính lãi cho em thôi. Hả? Tính lại làm gì? Ừ. Thì như Rồi. vậy thì em phải nhớ cái ngày hôm đấy mà em luôn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng thôi. Đấy, em phải thông báo, em phải lập cái lịch ấy, ở trên calendar ấy. Dạ. Cái này đây này, ví dụ lịch công việc hàng ngày này nó thông báo cho em. Đấy, như thế này này, ngày mùng 6 tháng 6 tôi mua cổ phiếu này giống anh đặt đấy này. Là Rồi. ngày tối ba tuần là tuần nào cũng cũng đào tạo mọi người này thì nó cứ thông báo cho mình thôi. Thì mình nhớ thôi. Dạ. Ừ, không có gì cả. Đấy. Chứ còn hiện tại giờ ứng dụng nó không có cái chức năng là thông báo đặt lệnh định kỳ như kiểu là F-Market hay các quỹ đâu, vì các quỹ là nó chuyên nghiệp cái này rồi. Còn cái thằng này thì mình lại khắc phục nó bằng cái cách khác thôi. Thì nốt vào thôi. Ừ. Nó giờ tới giờ em mất cái thì đỡ quá đúng không? Ừ, nếu mà nó thông báo kiểu dạng lệnh định kỳ cho mình như này thì mình cũng biết là tôi phải có tiền ông chuyển vào tài khoản ngân hàng đi, đúng không? Đấy. Rồi, ok nhá. Đấy là tốt cái phần câu hỏi rất là hay của Khánh. Không muốn vào app, không muốn nhìn tài khoản ngân hàng mà vẫn muốn mua tích lũy cổ phiếu hay quỹ ETF. Đấy thì làm một cách ba cái bước đơn giản như vậy.